À, chào các bạn, hiện tại thì do vấn đề về dịch Covid nên là chúng mình không thể nào mang được bộ máy này lên nhà anh. Nên chúng mình ở đây với anh Hải là chủ nhân của bộ máy hơn 300 triệu này. Hơn 300 triệu. Thì chúng mình có vài câu hỏi, vấn có vui một tí thì xem không biết là bộ máy này ở nhà thì anh dùng hay là chị dùng ạ? Hiện tại thì bộ máy này là của em sang anh. Thì thỉnh thoảng thì anh đá ké ra chơi game trước. Nếu mà là anh chơi game bộ này thì anh dùng chơi được cái chơi game gì anh? Để ba cả. Không, anh chưa có là máy của em trai ấy. Vâng. Thì anh chỉ đá qua chút thôi thì anh chơi cả CS này, CS:GO rồi FIFA rồi các game. Mấy game đấy chắc là nhẹ quá với cái bộ máy này. À đây đấy ạ. Được chuyển đến và để ở trong góc rồi. Kia là đồ đúng không? Ôi trời, nặng thế. Như hôm trước ấy thì chúng mình đã trong cái clip mà bộ máy 280 triệu cho anh đại gia ở Huế thì chúng mình còn nói qua về cái bộ máy ba cạc. Đây hai tí nữa mình giải thích cái sau. Thì đây là một cái bộ máy mà không biết anh chủ anh làm gì. Chắc là làm việc thôi, tại vì hai cạc nó không gắn cầu NVLink thì sẽ dùng để làm việc là chính. Thì cấu hình bộ máy này chi tiết như nào nhỉ? Các anh có thể chia sẻ cho anh em. Em cũng không nhớ lắm, tại vì anh sau lần anh đem lại thì anh đã thay đổi một chút cấu hình rồi. Không nhìn được. Không nhìn được CPU. Em nghĩ chắc là một CPU có i9. Chắc là một con i9, một con mainboard của MSI MPH. Con này chắc là gaming carbon, tại vì thấy đây vân carbon ở đây. Và đây là hai con cạc RTX 3090 đúng không? Rồi hai con Chio gaming XTO. Và hôm trước ấy thì chúng mình có một con cạc nữa ở phía dưới. Thì hôm đấy thì anh ấy lại đặt mua nước ngoài. Rồi. Nên là mua nhầm phiên bản. Anh mua bảng Waterfox thì lại mua nhầm phiên bản Waterfox có kèm Only One. Nên là anh bảo về nóng quá. Gigabyte họ có hai phiên bản, một phiên bản là Waterfox có kèm chữ V kép B ấy, là phiên bản đấy là kèm Waterblock như chúng ta hay làm mấy hôm nay đấy. Đúng rồi. Còn cái phiên bản anh mua nhầm là phiên bản sử dụng tản All-in-One thì cái phiên bản đấy nó chỉ có cái radiator 240mm thôi. Cho nên mà khi mà chạy với cường độ cao và liên tục ấy thì cái nhiệt độ nó vẫn quá nóng nên không đáp ứng được cái yêu cầu của anh ấy. Nên là bây giờ anh ấy đã cho con cạc này sang máy khác rồi đúng không? Đúng rồi, anh chuyển sang máy khác rồi và máy này anh sẽ muốn lắp một cái tấm block tương tự như này cho nó mát hơn. Đấy. Mát hơn và anh dùng một cái giải pháp tại vì anh đi làm việc nên là chúng mình sẽ cần một cái đó chính là khả năng mà tháo lắp nhanh một tí nữa. Chúng mình dùng giải pháp là EK Manifold thì chúng mình sẽ có cái giới thiệu rõ hơn về cái đấy. Còn trước mắt ấy, thì các bạn thấy là chúng ta đang có một cái bộ máy. Đây là vỏ cây gì đấy? Đây là con vỏ mới nhất của Thermaltake Core P8. Nhưng mà đang bị tháo gần mới hết nhất rồi. Đấy, nhưng mà nó đã tháo hết tất cả phần khung rồi. Con này thì nó làm một cái form gần giống con Core P5 ngày xưa. Thì nó cũng là một dạng bendable. Nếu mà tháo hết tất cả cái phần khung này ra này thì nó sẽ thành một con bendable. Nhưng mà trong trường hợp mà muốn thành một cây kín thì chỉ cần lắp thêm cái khung này vào thôi. Thì nó sẽ thành một cây kín và khi mà đậy cái kính vào nó sẽ kín hết lại. Còn trước mắt bây giờ thì chúng mình sẽ làm đây là phải dỡ nước con cây này ra, sau đó lắp block và lắp ba con cạc vào. Ở đây không biết là không biết có đông có chỗ làm không nhỉ? Hay nên làm đây hay đâu? Anh nghĩ là tôi về studio tại vì ở đằng rất là đông. Em thấy hôm nay ở đây có vẻ hơi đông và nhiều máy đấy. Rồi chuyển lên đấy cho thoải mái đi. Tổng bộ nước này là 27.146.000 dành cho cái phần lắp thêm bao gồm là một block cạc, block CPU, một con RAT bổ sung và toàn bộ EK QGC thì tí nữa mình sẽ nói rõ hơn về bộ này. Bây giờ chúng mình sẽ tiến hành bê cái con này về trên studio để bây giờ các bạn thấy là khá là đông. Bê nhé. Được chưa? Bê nào nhỉ? Ok. Đây nhá. Rồi, hiện tại thì chúng mình đang có bắt máy ở đây. Thì trước tiên chúng ta phải làm một vài việc thì chúng mình sẽ cắm con cạc này vào đây để cho các bạn đầu tiên bọc khẩu trang, tại vì chúng mình đang quay phim bọc khẩu trang vào. Các bạn luôn luôn đeo khẩu trang nhé để bảo vệ cho mình và cho xã hội. Và chúng mình sẽ cắm con ổ cứng vào đây để test thử trước cái nhiệt độ để các bạn xem là cái con nhiệt độ của con này trước và sau khi lắp hiệu quả nó sẽ như thế nào. Thì đây chúng ta sẽ có con cạc là con ASUS RTX 3090 của anh ý. Anh có sẵn cái này rồi, chỉ lắp thêm mà thôi. Và các bạn thấy là chúng mình có một cái cục dây bùi bùi ở đây. Thì tại sao chúng ta lại có cục dây bùi bùi này? Thì mình sẽ giải thích, nó chính là nguồn Litech. Đây là nguồn 2000W của Superflower. Thì anh mở cái dây một tí nào.
đây cái đây. Nếu như các cái nguồn khác ấy, như nguồn có xe AX ấy, thì cái khi mà có xe module họ cho ấy, thì sẽ là 2 dây 6 cộng 2 như thế này, nhưng mà Litech họ lại cho chúng ta 1 dây 8 1 dây 6, nên là bây giờ con cạc này là dùng là 3 đầu 8 pin, mình phải cắm 3 cái dây này thì mới thành xong con cạc với 3 cái bó này, 3 cạc và X3 lên. Rồi, bây giờ chúng ta có 9 cái dây đấy, thực sự là nó quá to, nó quá đấy, con gì có thể cái đống bùi nhùi này nó có thể gọi là bó được và không thể nào đi ở đằng sau được. Đã thử hết sức rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, không thể đi được. Nên là cái nguồn này thực sự là để cái bộ này đi dây đẹp, chúng ta là khó đi học bó tay. Đây chúng ta sẽ lắp con cạc Asus 3090 vào đây dùng vừa. À, không vừa. Con này là 3,5 slot đúng không? Có lẽ tháo cái này ra thì có thể vừa được. Ừ, thử đi. Tháo hết rồi đi. Đây, COVID. Đây, cái COVID dài đấy, cái ngắn nhìn nó bật nông đấy. Thậm chí ngắn nó không vặn được cơ. Điều rất hay là khi mà lắp block nước xong thì nó sẽ biến ngay con cạc từ một cạc khoảng 3,5 slot xuống còn chắc là khoảng 1,5 anh Đạt à. Tổng thì vẫn là 2 slot, tại vì phải lắp vẫn lắp 2 khe. Tại vì nó vẫn có một cái khung bên ngoài, nhưng mà theo mình thấy đây chiều dày nó chỉ chắc chỉ khoảng 1,5 thôi. Không biết là đúng chân chưa, tại vì không nhìn thấy gì. Anh Đạt có thể nhìn cho em từ bên đây xem. Rồi đúng chân đấy. Chúng ta sẽ cần 3 cái dây nguồn nhỉ? Thế 3 đầu dây. Hiện tại chưa có tản nhiệt cho CPU thì mình sẽ tạm thời dùng một con tản stock để lắp vào và chữa cháy thôi. Thì bật lên và test cạc. Vì bây giờ mục tiêu chính là test cạc thôi, cho nên là con chip này sẽ không chạy mấy. Chủ yếu lắp vào để cho nó có thể hoạt động được thôi. Tản stock và nó hoạt động được. Tắm đây. Đây nhá. Ok rồi. Bật thôi nhỉ? Bật thôi. Anh em chưa biết thì đây là 3 con quạt mạnh nhất của EK hiện tại. À rồi. 3 quạt, đây là 4 quạt EK Mini và giá của nó là 1 triệu một con nhỉ. À khoan, từ quên mất. Ở đây có một vấn đề là khi mà lắp 3 cạc đồ họa này thì cái số lượng băng thông dành cho cạc đồ họa này đã hết rồi. À. Nếu mà anh em lắp thêm một con đây. Đây. Anh nghĩ là disable khe PCIe được không? Em đã thử rồi, vì do bản thân trong con bên này nó không có quá nhiều để tùy chọn để tùy chỉnh cái đấy. Tăng con đắt rất là dày nhá. Cái độ mạnh của cái gió này. Thậm chí nghe tiếng đây, nghe thấy. Mình thả ra thử đây. Ở đây là lắp đến 3 cạc đồ họa, cho nên là nếu mà lắp thêm SD PCIe vào nó sẽ không đủ băng thông. Và bản thân con main này nó không có cái tùy chỉnh bên trong. Khi vào cái tùy chỉnh mà len này cho PCIe này, nó chỉ có một tùy chỉnh là X16 cộng với cả X0. Thì nếu chọn vào cái tùy chỉnh này thì nó chỉ có duy nhất một cạc đồ họa này dùng được thôi. Còn tùy chỉnh thứ hai là auto, thì sau khi chọn auto vào thì nó sẽ tự động hết và không có cái gọi là tùy chỉnh nào khác nữa cả. Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Cho nên là bây giờ sẽ phải là tháo cái SD, cắm một khe PCIe ra và cắm một con SD dặn SATA vào để nó cắm ăn SATA vào rồi. Ok, thế thì bây giờ sẽ phải tháo cái này ra. Thôi tắt máy thôi. Rồi, đây là con Samsung 970 Evo Plus và dung lượng của nó là 250GB. Chắc là anh dùng không dùng nhiều để ổ cứng được cả. Anh chủ yếu dùng đến cả đồ họa nhiều. Tốc độ mỗi con quạt này tối đa là 3.500 vòng một phút. Với cả thứ hai nữa là cái chiều dày nó tới ba mấy à, em nhớ là nó dày là 30, 38 à? Thế nên là 38 hay 35 gì đấy. Chắc là 35. À đây, lên rồi. Đây là ổ cứng của bọn mình nhá. Nên là mình kiểu như là test trước thôi. Mỗi muốn test con nào thì mình cứ cắm xuất hình từ con đấy là nó sẽ tự test. Không test cùng lúc 3 con được à? Test cùng lúc 3 con được, nhưng mà trong lúc test này mình sẽ cắm sang con cạc thứ hai và chạy full mark tiếp lần thứ hai. Chạy thế 3 lần là cả 3 con sẽ cùng loát. Được, nhận. Nhận đủ 3 cạc chưa? Đây không biết, chỉ cần quan trọng nhất là đây, nhận đủ 3 cạc rồi. 3 cạc rồi, 3090 nhá, rồi chạy full mark lên. Tí nữa chúng ta còn phải tháo hết ra và đi lại hết tất cả con tư, lắp block cho con cạc này nữa. Rồi đây, có thông báo nhiệt độ luôn ở trên này. Đây. Thử chạy, check thử phát xem nó ăn hết cả 3 đây, có cả GPU-Z ở đây để có thể theo dõi tiện hơn. Đây, thường em check stress bằng full mark này sẽ đẩy tất cả tùy chọn lên tối đa, tại vì 3090 mà. Thì stress. Ví dụ đây là đang cắm xuất hình ở cạc thứ nhất này, mình ấn stress này sẽ chạy ở trên cạc của họa thứ nhất. Mình sẽ thấy là đây lập tức cái nhiệt độ nó tăng lên ngay lập tức là 40 độ này. Còn cạc thứ hai chạy block nước ở đây thì nó đang là 27 độ. Còn cạc 3 là cạc chạy chạy khí. Không.
À đâu, 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 đây, 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 phải xem đây, power đây. Đây, con cạc chạy khí là còn, em nghĩ là còn 40 độ này. Đây, chúng ta cắm thăng con, cắm thứ 2 nhé. Cắm thăng con thứ 2 đi. Đây, con đang chạy hiện tại đây, nó đã dùng đến 96,9 TV. Là con GPU 3 đúng không? Vâng, con GPU 3 con trên cùng này. Để rút ra. Ra cắm sang cạc thứ 2 đi. Hay nhỉ, trò này bây giờ em biết đấy. Rồi. Đó, bây giờ lại tiếp tục mở thêm một cái bảng full mark mới. Đây, và tiếp tục chạy stretch. Đấy, bây giờ là hai, hiện tại là hai cạc chạy này. Ừ, ok. Rồi con cạc thứ 3 đi. Cạc thứ 3 đi. Vậy là con cạc trên cùng là con 3 đúng không? Đấy, cạc thứ 2 nó là đánh dấu là con thứ 1 đúng không? Còn con dưới cùng bây giờ đấy là con con số 2. Dưới cùng là con số 2. Ừ. Chắc gần như là vắt kiệt hết tất cả cái okay, cái gì có thể rồi. Có con cạc. Hiện tại đang là full mock toàn bộ rồi, anh thấy là... Đây, là con này. Đây, riêng con khí đang vừa chạy đúng không? Rồi, con khí vừa chạy. Nó đang hiện tại đang là 50 mấy hình độ. Hình như em thấy là có vẻ cái này nó sắp xếp có vẻ không được chuẩn cho không lắm không đâu. Không bảo lắm đâu. Nó còn có bị nhảy đây. Đây, bây giờ em nghĩ con khí là con này. Con khí là con số 3. Đúng rồi, con khí là con số 3. Nó sẽ bị nhảy, cái này sẽ bị nhảy. Nhưng mà dù thì chúng ta có một cái nhìn sơ qua, nó chính là cái nhiệt độ của con hai con chạy nước là có tầm 40 mấy độ thôi. Đúng rồi. Con khí là 63 độ. Mặc dù cái mức 63 độ này của một con càng bắc 090 là rất mát. Của cái dòng đúng đó. Rồi. 6 mấy độ là quá mát đấy. Nhưng mà... Đây chúng ta... Anh đang hát ra info về chúng ta xem nào. Đây, cơ GPU Z này có thể xem được luôn này. Em rõ được luôn. Đây. Đây con... 65 độ. Rồi. GPU temperature. À, có vẻ đây là bản cũ cho nên nó chưa báo cái nhiệt độ của VRAM. Nhưng mà thông thường với cả cái kết quả mà trước anh đã test rồi thì VRAM của những con này nó có thể lên tới khoảng 100 độ. Đã thử HW Info về luôn chưa? Ừ, được. Con CPU này lắp với cái tảng stock thực sự là nó có vẻ hơi khó nhằn. Tại vì không chạy gì đã lên 90 độ rồi. Đây GPU 1 đây là 60. 60 rồi, chúng ta có nhiệt độ dưới. Memory Junction là 74 độ, Hotspot là 72 độ. Cạc thứ 2 sẽ có nhiệt độ mát mẻ hơn. Cạc thứ 2 là 40 mấy, chỉ có 4 mấy thôi. Và... là 45 độ cạc và 3... đấy. Và 56 độ là ở RAM này. Về RAM. Và 57 độ là nhiệt độ nóng nhất ở trên cái bề mặt con GPU. Đây, hiện tại mình cầm một cái súng bắn nhiệt nhé. GPU. Footprint của con này cả đang là khoảng tầm 60 độ C nhỉ? Con này là chạy tản khí đấy đúng không anh? Tản khí ở đây. Footprint nó nóng bên trong là khoảng tầm là 60-61 độ C. Còn khi đó, hết đây rồi. Ở bên trên này chúng ta có khoảng tầm là 40 mấy độ thôi. 45-50 độ đối với con của con chạy custom. Vì thế là... chênh nhau khoảng 20 độ đấy nhỉ? Đúng rồi, chênh khoảng 15-20 độ. Nói chung đấy là cái hiệu quả của cái tản nhiệt nước custom khi mà anh em thấy là nhiệt độ GPU chúng ta đã thấp, chạy khí khoảng tầm là 62-63 độ C và đây sở nó cực kỳ nóng, nó kiểu nó hốt thẳng vào người ấy, ngồi rất là khó chịu. Đó thổi ra trực tiếp ấy. Trong khi đó con chạy nước ấy nó chỉ có là 49-50 độ C thôi. Đấy nó rất là mát, anh em giảm được khoảng tầm là tầm 20 độ C. Và trong khi đó cái nhiệt độ VRAM ấy thì nhiệt độ VRAM của con chạy nước là 58 độ hiện tại này. Của con khí thì là bao nhiêu nhỉ? Khí là 76 độ. Đây, 5876 anh giảm là 20 độ. Mà khi mà dùng tản nước custom nó chung là một cái mức giảm quá là sốc. Và thế em ngồi này đỡ khí nóng có phả vào người hơn bao nhiêu. Rồi, bây giờ thì chúng ta chắc là triển khai nhỉ? Thôi triển khai thôi. Nghịch là đủ rồi đúng không? Thôi. Triển khai đủ rồi. Là biết kết quả nó rồi. Nói chung là nước sẽ lớn hơn khí. Mà khí có tốt đến đâu. Mặc dù 3090 Strix là một con khí cực kỳ ngon, cực kỳ đỉnh. Nhưng mà dù gì không ăn được custom, nó custom nó là đẳng cấp nó khác rồi. Để một cách an toàn nhất thì trước tiên mình sẽ dùng cái bình này để mình hút nước ở bên trong con này ra, hút nước ở bên trong con cái bình nước ra, tại vì đây bọn này chúng ta không có mặt xả đúng không? Đúng rồi, không xả. Hút trước là xong thì xả xong.
video ASMR ấy để lắp con block của con chú mực xíu của con này này. Bây giờ thì lắp luôn với con 3090 Stitch. Đây. Đây là cái block dành riêng cho các đồ họa. Acer Rock Chick bản 3080 và 3090 sẽ dùng chung ở cái này. Quan nào đây? Đây, được quan. Đây chỉ là cái block. À, port sang bên này, port sang bên này à? Port à, port phải sang bên này đấy. Anh cứ tính xem. Như anh nghĩ là port sang bên này, bởi vì bên này sẽ dính hai port ở với nhau ở đây. Đúng rồi, thì sẽ sang bên này thì quạt gửi trên xuống anh. À, thực ra là lắp vừa mà. Thực ra là lắp vừa. Cái bên trên sẽ có một cái lớp kính để đậy và anh vẫn muốn là đậy kính này. À, muốn đậy kính lại, anh chỉ mang cái khung lên cho mình đỡ đấy đúng không? Đây là cái block của Vega, nó rất là đẹp. Hàng châu Âu mà. Trong này người ta sẽ dùng máy, đây một cái tấm mica trong suốt và trong này người ta sẽ dùng máy, người ta CNC những cái đường phay trong này người ta phay ra. Kể những cái tấm mặt đồng kim loại ở dưới này người ta sẽ phay CNC và sau đó sẽ được tất cả này sẽ được mạ nickel bóng. Giờ mình sẽ lắp cái này vào con cạc đồ họa này. Đây là cái backplate. Backplate này thì ngoài cái tác dụng bảo vệ cho cái sau khi mà mình tháo hết ra này thì cái mặt này nó chỉ còn cái bo mạch thôi. Thì cái backplate này ngoài cái tác dụng bảo vệ cho cái phần bo mạch ở bên trên này thì nó còn có tác dụng là làm mát. Vì con 3090 này nó sẽ có VRAM gắn ở mặt sau nên mà khi mà lắp cái backplate này nó sẽ ốp lên và tác dụng là một phần nào đó làm mát cho cái VRAM ở sau nữa. Một phần là như anh em thấy là 20 độ đấy. Đó, khá nhiều đấy, không phải là ít đâu. Một phần như anh em thấy là 20 độ đấy. Nói là một phần nghe nó ít thôi. Bản Rockstrick 3090 này thì nhìn nó rất là to nhưng mà thực ra cái phần bo mạch của nó chỉ đến chỗ này thôi. Và khoảng 3 phân 30mm ở đây thì gần như là không có tác dụng gì. Đó là cái chen gì à? Cái chen gọi là đi thổi xuyên thấu à? Thổi xuyên thấu, thổi từ mặt trước ra mặt sau. Con này để nằm cho nó nằm ngửa ra thấy được. Nếu như con đát này nó có thể dịch ra bên này hơn, được nhiều hơn không anh Đào? Nó là mắc cái lỗ này rồi, nhưng mà dịch ra anh nghĩ là vì cái rác kia rất là dày, nó dày ở đây cơ mà. Ờ. Anh nghĩ không, con rác đấy em nghĩ chắc là thôi. Để anh sẽ lắp thử hai ốc của trước thôi, sau anh sẽ lắp con rác vào đây để căn nó xem như nào cho nó hợp nhã nhất có thể. Anh lắp thử mấy lắp thử hai ốc thôi. Rồi bây giờ chúng ta xử lý đến cái phần là con rác này nó rất là to, nó rất là nặng, nó rất là dày. Con này chắc là chạy được khoảng tầm tuần, hai tuần nhỉ? Hai tuần mà rác bắt đầu đóng bụi, bạn thấy không? Bụi đóng rác này, trên rác này. Tức là anh ấy luôn là bật con máy này, tôi max speed quạt nên là lượng gió vào rất nhiều và gió rất kèm theo bụi. Việc tháo gạc này có sợ không em? Tháo gạc này nói chung là bây giờ giá nó gấp đôi ngày trước rồi cho nên là cái độ sợ nó cũng tăng x2 theo giá trị hơn cả. Ngày trước mấy con là 2080 khoảng tầm là ba mấy triệu nhỉ? 3080 ngày trước 2080 thì tầm khoảng hai mấy triệu thôi. Ừ, bây giờ 75 triệu con cạc. Rồi, vậy đã tách được cái tản nhiệt của con cạc ra. Tách thì các bạn, nếu mà các bạn mà kiểu vẫn muốn tự tách ở nhà thì nên cẩn thận một chút, bởi vì chỉ cần một chút sơ sẩy thôi là có thể làm hỏng con cạc. Còn các bạn vẫn comment là cái thơm bát để làm gì? Cái này thì do cái khoảng cách giữa cái miếng tản nhiệt này với cả cái phần kim loại với cả cái phần VRM trên này nó cách nhau một đoạn cho nên là để mà chêm ở giữa thì người ta sẽ dùng những cái miếng này. Thì miếng này nó sẽ có độ dày đây, những cái độ dày này nó sẽ chêm ở giữa đoạn đấy và nó có tác dụng là truyền nhiệt từ cái VRAM này hay những cái VRM này nó truyền lên cái phần kim loại bên trên này để làm mát. Cái này có tốt bằng keo không em? Cái này thì chắc chắn là không tốt bằng keo rồi. Bạn hình dung là khi dùng keo tản nhiệt ấy, bản chất của keo ấy nó sẽ là lấp đầy những cái vị trí trống ở giữa cái bề mặt của con chip này với cả những cái bề mặt của miếng tản nhiệt. Chứ không, nó không hoàn toàn thay thế, hoàn toàn cái nó không hoàn toàn thay thế cái việc dẫn nhiệt nhé. Nó chỉ là để lấp đầy những cái khoảng trống ở trong đấy thôi. Tại vì trên này những cái bề mặt này nhìn thì phẳng thôi nhưng mà khi mà ta sẽ nhìn bằng kính hiển vi ấy thì nó sẽ là những cái bề mặt gọi là nó sần sùi chứ nó không phẳng như mình nghĩ. Chứ phải có keo ở đấy. Rồi. Bộ này thực ra tao dùng anh ấy chắc không quan tâm, không dùng nhiều con CPU đúng không?
không dùng nhiều. Ừ, nên chúng ta lắp một con dòng giá, nói chung là giá tốt nhất bây giờ của EK. Nó là con EK Classic. Do cái phần dưới dòng EK Classic này, nó là một cái dòng gần như là dòng phổ thông của EK, giá nó khá là rẻ. Đó, đây là con Block Classic. Anh em thấy là nó bé không? Bé tí, nhìn nó khá là giống cái dòng Evo ngày trước nhỉ? Evo ngày trước cũng là một dòng giá rẻ thôi. EK biết cái việc mà các bạn khi mà các bạn sử dụng máy, các bạn sẽ chẳng may nếu mà những cái bộ máy nhiều cạc như này này, chúng ta chẳng may chúng ta bị hoặc là gì hỏng cạc, cái gì đấy, thì với hệ thống nước bình thường như ngày lắp trước ấy, thì các bạn sẽ phải ngồi dỡ nước. Các bạn thấy từ nãy đến giờ chúng mình mất khoảng tầm bao nhiêu phút rồi? Bây giờ đang quay được bao nhiêu phút rồi nhỉ? Một tiếng chỉ để dỡ nước con máy này ra, và làm như thế thời gian làm vàng là bạc, mà dỡ nước xong lại đi lại hệ thống nước, tháo nước ra các thứ nó quá tốn thời gian. Nên là EK họ ra một cái giải pháp, đó chính là cái dùng ngắt kết nối nhanh dành cho cái hệ thống này. Thì bây giờ bao gồm như này, đây là một cái manifold nó dùng để chia nước. Đây cái con này, thưa con này là nó có từ cái hồi mình đi bên đài cái Computex chắc khoảng tầm 3 năm trước rồi, và mình có làm việc với EK khá là nhiều với cái bản vẽ của cái này. Thì đến bây giờ thôi ra mắt cái phiên bản gọi là phiên bản thương mại. Chúng ta có một cái, đây là cái ổ chia nước, cái ổ dùng cái ổ nhé, đúng là cái ổ để thì nước đi vào hai đường ở dưới này, và sau đó nước sẽ tản đều vào tất cả các con cạc. Và đây là cái bộ dùng cho 4 con cạc tối đa. Các bạn nếu mà cậu dùng cả CPU vào đấy thì cái lực cạc trên block cạc và block VGA, và sẽ block cạc và block CPU nó sẽ khác nhau. Vì vậy cái lưu lượng nước đi qua giữa hai linh kiện nó sẽ khác nhau, và vì thế gây giảm hiệu năng hệ thống. Vì vậy các bạn AA dùng chỉ cho 4 con cạc thôi, nên là sẽ dùng cái này là cái dành cho 3 con cạc, và CPU sẽ đi đường riêng. Đây là đầu tiên là trong cái bộ đấy, các bạn sẽ có một cái bộ chia như thế này. Bộ chia này được làm bằng nhựa acetan, và nhựa acetan thì các bạn yên tâm là nó cực kỳ bền và không bị ảnh hưởng bởi hóa chất. Ok, đầu tiên nhá. Tiếp theo, đây là một con fit thì vào sau đi. Đây chúng ta có cái gì nhá? Thì con cạc nhá, các bạn sẽ có, đây là hai cái ống nhỏ. Ống này các bạn dùng để nối trực tiếp từ cạc vào trong phần manifold, là cái có thể gọi là cái manifold nhá, nối thẳng từ cạc vào manifold này. Và thứ hai, chúng ta sẽ có cái bộ fit quick disconnect. Thì đây, bộ này sẽ điều khiển dùng hết tất cả các chuyện rồi, không cần cái vỏ để làm gì cả. Các bạn sẽ dùng, đây là một cái đầu fit male, các bạn gắn vào cái manifold này. Đây là cái fit female, đầu ngoài sẽ gắn vào cạc. Và khi các bạn cắm vào ấy, cắm vào như này, thì nước nó sẽ thông qua toàn bộ hệ thống này đi vào cạc. Và khi các bạn bị lỗi cạc hay là một cái gì đó, các bạn có bị lỗi chẳng hạn, thì các bạn đơn giản không phải tháo nước, rút ra phát toàn bộ hệ thống nước bên trong sẽ tự đóng lại. Nên là rút cạc ra xong cắm chạy tiếp, nước sẽ không đi qua chỗ này nữa. Nên những cái bộ máy chuyên nghiệp mình dùng làm từ trước đến giờ sẽ luôn luôn sẽ có cái giải pháp EK Manifold này để đảm bảo an toàn hệ thống. Nếu chẳng may một con cạc bị lỗi, chúng ta chỉ phải tháo một con cạc thôi. Còn rất nhiều cái bộ quốc tế sừng ở trên mạng ấy, họ làm, họ nối nước cầu cứng giữa 4 con cạc. Nhưng mà cái câu hỏi đã ra trong đầu mình, nhưng bảo là bây giờ nếu chẳng may một con cạc hỏng thì sao? Với những người làm dự án lớn, họ có thể bỏ mất hàng tiền triệu đến tiền trăm triệu khi mà hỏng hệ thống. Mình sẽ dùng cái bộ này. Đây là cái bộ manifold gốc của nó sẽ có 3 cái. Thì mình sẽ gắn nó vào đây. Thì nước, về nước nhé, cơ bản thì nước sẽ đi từ bơm này và đầu in của manifold. Thì mình sẽ cho in vào đây. In vào đây, cho đi qua 3 con cạc vào đây và đi out lại ra một đầu ở đây. Đầu out ấy thì mình sẽ cho đi lại vào CPU, và CPU out cho đi vào RAM, RAM vào CPU và CPU lại vào RAM. Thì như thế thì các bạn sẽ yên tâm là tại vì nước từ 3 con cạc này ra thực sự rất là nóng, nên là chúng ta cho vào trong cái phần block này trước. Và cho vào trong này, 4 chúng ta cho vào đây. Đây cho lại CPU vào đây. Rồi, mình đã bịt xong mấy cái lỗ mà không dùng bên trong con block này. Thì nước sẽ đi vào đây, đi qua 3 con cạc và đi ra cổng này. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái con đấy, mình sẽ gắn cái con manifold này vào trong cái rat luôn. Ốc xe này kỳ nhỉ. Ốc riêng đấy, ốc nó là cái chân ốc to. Dùng ốc riêng luôn. Những ốc riêng thì lại không xuyên vừa qua cái này. Có sẽ dùng loại ốc riêng, nhưng mà ốc này lại không vừa với cái lỗ ốc tiêu chuẩn. Đây là hai con cạc màn hình. Tổng trị giá trên tay mình ra là 150 triệu đồng. Trong này các bạn thấy vẫn còn nước nhé. Nếu lắp không cẩn thận là nước nó sẽ bị kiểu chảy ra ấy, vì để tự đứng lên như này.
Thì lắp bàn default thì khá là dễ. Thì mình sẽ bỏ luôn cái này đi, tại vì bàn default là sẽ không dùng được cái phần RGB này nữa. Rồi, đây nhá, để đảm bảo cho sự an toàn thì mình sẽ để ở dựng như này. Thì do cái việc nếu mà các bạn dùng cái terminal cũ gốc của nó ấy, thì các bạn thấy ở đây, thì các bạn sẽ phải đi ống theo cái hướng là hướng thẳng như này. Nên là nếu mà các bạn gắn những con cạc vào quá gần nhau thì chúng ta sinh ra vấn đề, đó chính là chúng ta không thể nào mà đi ống được như thế cả. Tại vì cạc nó xích nhau này thì không thể cắm được cái fit vào đây để đi được. Nên là EK họ làm ra một cái là cái gọi là cái terminal 45. Thì các bạn thì mình sẽ lắp vào đây. Đây là mình sẽ lắp con cạc vào đây nhá. Đây, sau khi mình lắp cả đây bạn cái ốc đã rồi yên tâm. Rời phát là buồn lắm. Đây nhá. Thì khi mà gắn vào đây này thì cái đường nước nó sẽ như thế này. Họ sẽ dùng hai cái terminal như thế này đây nhá, gắn vào đây. Đó. Thì ống nước chúng ta sẽ là đi thẳng ra mặt trước và gần như là chéo 45 độ. Và công việc rất đơn giản thôi, là đi ống. Thì mình sẽ đi ống thử cho các bạn luôn, các bạn xem. EK họ dùng là cái ngàm công nghiệp, chứ là ngàm chất lượng kẹp của nó rất tốt. Nhưng mà các bạn đừng có nghĩ là cái loại ngàm kẹp nào như thế này nó cũng tốt nhá. Trên thị trường có những cái loại của Trung Quốc ấy, nó rất là rẻ. Nhưng mà rẻ thì đồng nghĩa với cả cái chất lượng nó rất là kém. Sẽ gắn nó vào manifold ở đây. Thầy nghĩ là cắm vào trước. Ừ, anh sẽ cắt đôi ống thôi, tại vì tí nữa chúng ta sẽ tí nữa chúng ta kiểu gì chẳng phải làm lại chỗ ống này. Ống vào đây và sau đó là cắm vào đây. Và như thế này, mỗi khi cả các bạn hỏng ấy, các bạn không phải rút nước. Các bạn rút xong, toàn bộ con cạc nó cắt ngắt kết nối hoàn toàn. Và các bạn yên tâm là bây giờ mình có để con cạc lộn ngược như nào nước cũng không bao giờ dò được, tại vì fit đây đã vặn chặt vào rồi. Nên là bây giờ mình sẽ vặn nốt cái ngàm này vào đây. Cái này là một cái ngàm kiểu gọi, tiếng Anh nó gọi là hose clamp ấy. Nó rất là chặt, nó rất là nặng và nó cực kỳ nguy hiểm khi mà dùng. Đừng ngó. Chưa tay rồi nó bắn ra là... Chưa tay rồi, xong đút vào ống là con tạ an toàn rồi. Còn không nó bắn ra là nó bắn rồi nó bắn văng quanh phòng luôn. Đấy. Đây vậy là xong một con cạc màn hình. Nhìn nó rất là... Ấy tuộc.